Xin chào tất cả các em, rất vui hôm nay thầy được quay trở lại để hướng dẫn các em nội dung bài số 9 tụ điện phục vụ cho khóa cơ bản lớp 11 của chúng ta. Vậy là đến bài hôm nay bài số 9 chỉ còn một bài và một bài nữa, bài tập về tụ điện. Ngoài ra thì cái phần nội dung về tổng kết chương thì thầy sẽ định hướng trong một buổi nữa nhá. Nhưng mà có lẽ là thầy sẽ để dành cái nội dung đấy trong các cái bài kiểm tra bổ trợ. Ok. Đấy, vậy thì cái nội dung của bài tụ điện này tại sao lại xuất hiện ở đây và mình sẽ dùng nó trong cái vai trò gì? Thật sự thì cái giáo dục của Việt Nam xây dựng theo hình xoáy chôn ốc, tức là nếu như ở kiến thức lớp 9 các em học điện từ quang, tức là điện, các nội dung về vấn đề điện này, các vấn đề từ trường này và các quang hình có các cái thể loại khác, thì nội dung đấy thầy Hà sẽ hướng dẫn các em trong học kỳ 2 nhá. Vậy thì tại sao cái xuất hiện cái tụ điện ở đây? Vì em hình dung là cái nội dung bài này nó sẽ bổ trợ cho kiến thức chương số 4, tức là dao động và sóng điện từ của chương trình vật lý lớp 12 nhá. Vậy nên là khi mà học cái nội dung bài này nó sẽ rất là quan trọng đối với các em về sau. Ngoài ra nữa là nó sẽ có một cái vấn đề là đi theo một cái lộ trình mà sách giáo khoa đi thì cung cấp những cái gì nó cơ bản nhất này, nhỏ nhất, sau đó thì nó mở rộng ra. Thì nếu các em để ý một chút thì mình có khái niệm đầu tiên là điện tích, sau đó là lực. Điện tích là nhỏ nhá, lực là khoảng cách tương tác giữa các chúng. Sau đó thì nâng cấp lên một chút nữa là công, đúng không? Và hiệu điện thế. Thế và hiệu điện thế, thế và công. Công thì nó gắn với năng lượng, là một kiểu năng lượng. Vậy nên là nội dung của bài tụ điện hôm nay thì nó sẽ có một cái khái niệm là điện trường và năng lượng điện trường. Điện trường mình đã học ở nội dung bài các bài trước rồi, nhưng mà năng lượng điện trường thì hôm nay chúng ta sẽ được học và nó sẽ kết thúc ở nội dung kiến thức ở chương này. Đấy, đấy là cái lộ trình chung sang tất cả các chương khác. Ví dụ sau này em học từ trường nó sẽ có cái logic tương tự như thế. Đấy, vậy nên là khi mà các em học phải để ý cho thầy một chút về cái đặc điểm ở nội dung chỗ này. Ngoài ra nữa thì khi mà dạy nội dung chỗ này, thầy sẽ định hướng làm sao các em có thể nhớ và ứng dụng nó ở lớp 12 để năm sau mình thi nó tốt và nó hiệu quả hơn. Đây là cái phương châm của thầy khi dạy. Thầy sẽ dạy không giống tất cả các giáo viên khác dạy các em từ lớp 10 hay những cái năm trước, thậm chí là trong năm lớp 11 này giáo viên dạy các em. Nhưng mà thầy có thể cam kết với các em các dạng bài tập mà thầy dạy, các cái vấn đề mà thầy truyền đạt, những cái chỗ nào mà cần phải nhấn, thầy sẽ nhấn rất kỹ để các em biết mà tập trung vào đấy, hoặc là nó có thể hỗ trợ lên lớp 12. Có thể các em chưa thấy cái sự ưu việt khi mà học thầy ở lớp 11 với các giáo viên khác hoặc là các cái vấn đề kiểm tra khác, nhưng chắc chắn khi các em học chắc và thực hành tốt các điều mà thầy nói ấy, thì không có cớ gì các em không đạt 90 ở trên lớp cả. Và ngoài ra thì có thể định hướng học tốt lớp 12, học chắc lớp 11 thì những cái vấn đề khó lớp 12 nó lấy kiến thức cũ mà nó gắn kết vào thì em sẽ không bị bỡ ngỡ và mình sẽ khác biệt so với những bạn khác nhá. Đấy là cái tinh thần chung của cái bài học. Vậy thì cái bài học hôm nay nó sẽ có những cái nội dung gì? Chủ yếu là hai cái nội dung chính. Đầu tiên là các cái đặc điểm của tụ điện. Đấy, tức là về định nghĩa và cái cơ chế tích điện cho tụ. Cái nội dung số 2 là cái điện dung, tức là gắn kết với tụ điện là một cái khái niệm điện dung, và đi kèm với nó là các cái loại tụ điện và cách ghép tụ điện. Đấy, thì điện dung C nó sẽ đặc trưng cho cái tụ điện đấy. Và đi kèm với nó là vấn đề cuối cùng là năng lượng của tụ điện. Thì trong cái bài này thầy sẽ chỉ ra cho các em thấy cái mức độ trọng tâm và quan trọng, và chỉ cho em một số cái mẹo để các em có thể nắm được và khác biệt so với các bạn khác. Nhớ nhá. Đấy là cái tinh thần vậy. Vậy thì bây giờ thầy cho mình vào phần đầu tiên, phần A, tụ điện. Đấy. Tụ điện là gì? Đấy. Phần đầu tiên, tụ điện là gì? Đã em nào tự tìm hiểu nội dung chỗ này chưa? Thì chắc chắn là các em đều nghe các bác hoặc là các chú, các anh chị gì, các anh ấy,
sửa điện ấy, sửa các linh kiện điện tử, tivi, tủ lạnh hay những cái vật đồ điện tử mà gia dụng, máy giặt hay các kiểu đấy, thì người ta hay nói về khái niệm con tụ. Con tụ ở đây nó có đặc điểm là gì và nó có vai trò ra làm sao, thì các em có thể biết một chút khi mà học xong cái nội dung bài này. Nhưng mà về cơ bản thì tụ điện nó là hệ hai vật dẫn, tức là hai bản tụ điện, người ta hay gọi là tụ điện phẳng, mà có thể là tụ điện tròn hoặc tụ điện hình cầu. À, tụ điện phẳng và tụ điện tròn, tức là nó xoay hình bán nguyệt. Nhưng mà về cơ chế chung thì nó gồm hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách với nhau bằng một cái môi trường điện môi, cách điện, và hai cái bản đấy có cái tác dụng là tích điện, để chứa điện tích mà. Đấy, vậy thì tụ điện là gì? Tụ điện là hệ hai vật dẫn, gọi là hai bản của tụ điện ý. Tụ điện là hệ hai vật dẫn, tức là hai cái vật này, tức là hai bản tụ điện này nó có thể dẫn điện được. Thường là như vậy, tức là các vật liệu có thể là hợp kim, có thể có sắt hoặc là các cái vật liệu đồng gì đó. Đấy, và được đặt gần nhau, được cách điện với nhau bằng một cái môi trường cách điện, bằng cái một lớp cách điện nào đấy, và nó dùng để chứa các cái điện tích, tích điện mà, tức là tích trữ vào đấy một cái lượng điện tích nhất định nào đấy, thì người ta, các em có thể hình dung đơn giản như thế nhá. Vậy thì định nghĩa tường minh của tụ điện là hệ hai vật dẫn. Cái này được hiểu là hai bản tụ điện này, chính xác là hai bản tụ điện đấy, được đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện bằng một lớp cách điện, nó dùng để chứa điện tích. Đấy, lại viết tắt chữ Q, điện tích. Đấy, hệ hai vật dẫn. Đấy, tức là hai bản của cái tụ điện này, giống như đây, các em hình dung nhờ, một mặt này, không khí là một môi trường điện môi cách điện mà, thì nghĩa là đây, thầy đặt đây, thì nếu như thầy tích điện vào đây một bản, đây một bản, thì đấy là hai vật dẫn ấy. Ví dụ đây là một vật, đây vật đặt cạnh nhau và giữa chúng có một cái môi trường cách điện. Đấy. Ngoài ra thì khi mà nạp vào thì nó được tích điện ở trên cái vật dẫn của thầy. Vấn đề thứ hai là ký hiệu. Tụ điện được ký hiệu khá là độc đáo. Hai cái sọc này. Đấy. Ok chưa? Đây là tụ điện C này. Tức là đặc trưng là hai dây dẫn tích điện vào hai cái bản kim loại này, và giữa chúng là được ngăn cách bằng nhau bằng một lớp cách điện, thường là điện môi. Ok, đây là cái ký hiệu. Và đi kèm với nó, và chúng ta học là có một khái niệm về tụ điện phẳng nhá. Tụ điện phẳng nữa. Tiếp theo này, tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại đặt song song. Đối diện ngăn cách nhau. Bởi một lớp điện môi. Đấy. Ở cái sách nâng cao thì chúng ta có công thức của tụ điện phẳng một cách
tường minh hơn. Nhưng mà với tinh thần chung của bộ ấy, thì ở sách cơ bản cái công thức đấy nó không được truyền đạt vào. Các em có thể tham khảo thêm hoặc là nghiên cứu thêm nội dung chỗ này ở sách nâng cao nhé. Nhưng mà thầy quán triệt tinh thần là cái gì mà chung nhất cho cả hai sách thì thầy sẽ dạy. Còn những cái nội dung mà nó quá đặc biệt như vậy thì chúng ta không nên tiếp cận. Vì thực tế là nếu cái việc tiếp cận thì các em sẽ thêm một cái công thức và cái vấn đề tư duy nó cũng sẽ chỉ dừng lại một cái mức độ thêm một chút thôi, chứ nó không sâu chuỗi được cái nhiều vấn đề. Vì học vật lý là mình phải học một cách nó khôn ngoan bằng những cái quy tắc của mình và phải hiểu bản chất. Đấy, cái tụ điện phẳng nó chỉ có vai trò giới thiệu ở cái mức độ này thôi nhá. Đấy là cái vấn đề đầu tiên, tụ điện là gì. Và vấn đề thứ hai chúng ta cần phải biết là cách tích điện của tụ điện nhá. Hai, cách tích điện cho tụ điện. Cách tích điện cho tụ điện. Đấy. Rồi, bây giờ cách tích điện cho tụ điện nó sẽ như thế nào? Thì em hình dung là mình sẽ có một cái cơ chế tích như sau. Thì các em quan sát đây nhá. Thầy sẽ vẽ cái mô hình mà người ta có thể nạp vào tụ như sau này. Cho một hai cái bản tụ điện đặt song song cách đều. Đấy. Dưới đây là thầy có thể để AQ hoặc là một cái cơ chế tích điện nào đó. Đấy. Đây là AQ. Đấy, thì đây dương, đây âm, hai bản hoặc có thể là pin nạp vào mà. Thì cái cơ chế là điện tích dương nó sẽ chạy lên đây và tích điện dương vào đây. Điện tích âm chạy lên đây và tích điện âm vào đây. Đây là cơ chế tích điện của tụ điện C. Nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nếu như các em không tưởng tượng ra được thì cái việc mà mình giải hoặc là mình làm hoặc là cái việc mình học nó chỉ là dừng ở mức độ giới thiệu và không tưởng tượng ra được cái vấn đề nhá. Thì cái việc mà tích điện này nó giống như cái em có thể tưởng tượng đơn giản như cái việc mình nạp pin hay là sạc pin vào cái điện thoại mà các em biết ấy. Hoặc là một cái thiết bị ví dụ đèn sạc hay là những cái vật liệu mà có thể lưu trữ được điện ấy. Thậm chí là cái chính cái ắc quy. Đấy, thì cái cơ chế chung là cái mật độ điện tích ấy, nó sẽ di chuyển từ ắc quy này, vì mình sẽ có một cái lượng điện tích dương và âm nó luôn tồn tại song hành ở trong cái ắc quy mà nó dồi dào và ở đấy nó có sẵn. Thì cái mật độ điện tích ở trên hai bản này nó bắt đầu nó ít, đúng không? Thì nó cần, mình cần một cái điện áp, tức là đặt một cái điện áp vào đây để mình đưa một cái lượng điện tích chạy từ cực âm về cực âm và cực dương về cực dương của hai bản tụ điện đến một cái giới hạn nhất định nào đấy. Đấy thì người ta tích đến cực đại, giống như kiểu mình sạc đến một cái ngưỡng nào đấy thì mình nó báo là pin đầy. Mình cần phải giữ ra, vì có sạc nữa thì nó cũng không đầy thêm được nữa. Hình dung không? Vì bản thân cái vật liệu đấy nó không tiêu thụ. Giả sử tụ đến đấy nó không phóng nữa, không phóng điện hoặc là những cái cơ chế khác mà nó không tận dụng được cái điện tích đấy thì chắc chắn là cái việc mình đưa vào nó chỉ là thừa thãi. Và cái đặc điểm chung là đưa là phải đưa vào điện một chiều thì nó mới nạp được. Còn điện xoay chiều là một cái phạm trù khác, nên lớp 12 các em học đấy nhá. Phần lớp 12 thầy sẽ hướng dẫn tại sao điện xoay chiều và điện một chiều lại khác nhau nhiều như vậy. Và đặc trưng là điện một chiều thì nó không phóng qua bản tụ điện. Đấy. Thì đấy, đây là cái cơ chế rất là đơn giản. Thì nối hai cực của tụ điện vào hai nguồn, thì nối với cực dương thì nó sẽ, cái bản tụ điện đấy sẽ tích điện dương, và nối với cực âm thì sẽ tích điện âm. Đấy. Thì cách tích điện là nối hai bản của tụ điện vào hai cực của
nguồn điện. Nối hai bản của tụ điện vào hai cực của nguồn điện. Bản nối với cực dương. Đoạn nối với cực dương thì được tích điện dương này. Đấy. Ngược lại, cái bản mà được nối với cực âm thì tích điện âm. Đấy là cái đặc điểm rất là quan trọng mà các em có thể quan sát cái hình vẽ là có thể hiểu được cái ý tưởng ở đây. Lưu ý nhá, dương này, âm này và âm này. Ok chưa? Đấy là cái cơ chế, cái cách tích điện cho tụ điện. Với cả một cái vấn đề nữa là độ lớn điện tích của hai bản khi mà tích điện vào thì nó sẽ bằng nhau. Và điện tích của tụ điện dương thì người ta, tức là cái điện tích của tụ thì người ta sẽ quy ước là điện tích của bản dương. Đấy, tức là cộng quy. Ok chưa? Thì nó sẽ có thêm một vấn đề là ở đây là độ lớn điện tích trên hai bản là bằng nhau. Độ lớn điện tích trên hai bản sẽ bằng nhau. Đấy, đây là cái vấn đề đầu tiên. Độ lớn của cái điện tích ở trên hai bản tụ là bằng nhau. Và điện tích của tụ điện là điện tích của bản dương. Đấy, quy ước mà. Của tụ điện là điện tích của bản dương. Ok chưa? Đấy. Lưu ý nhá, cái dữ kiện này rất quan trọng để chút nữa mình học về cái cơ chế ghép tụ điện ở nội dung số 2. Sau đây thầy cho mình vào phần B, điện dung của tụ điện. Vấn đề đầu tiên là định nghĩa cái điện dung ấy. Vậy thì điện dung của tụ điện là gì? Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một cái hiệu điện thế nhất định nào đấy. Và nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện chia cho cái hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện. Ok. Đấy, thầy nhắc lại nhá, điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một cái hiệu điện thế nhất định nào đấy. Tức là khi mà thầy đặt vào hai đầu của tụ điện với một cái điện áp thì chắc chắn nó tồn tại một cái hiệu điện thế nhất định nào đấy để nó tích điện vào hai bản của tụ. Vậy nên là nó sẽ đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Ok, tức là đại lượng đấy đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Vấn đề thứ hai là khi người ta định nghĩa một cái vấn đề nào đấy thì người ta sẽ đưa ra một cái biểu thức tường minh nếu như nó là cái một cái phạm trù mới. Vậy thì đại lượng mà đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ người ta gọi là điện dung C. Và C bằng điện tích của tụ chia cho cái hiệu điện thế đặt vào. Đấy, bằng thương số của điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Đấy, nó cùng tồn tại cả hai vấn đề nhé. Là đại lượng đặc trưng cho cái gì đấy và nó được định nghĩa tường minh bằng biểu thức như thế nào. Ok, đấy là cái định nghĩa này. Vậy thì bây giờ thầy sẽ ghi lại cho em này. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một hiệu điện thế ở một hiệu điện thế nhất định
Đấy. Nó được xác định bằng thương số. Nó được xác định bằng thương số. Của điện tích. Nó được xác định bằng thương số của điện tích và hiệu điện thế. Đặt vào hai bản tụ điện. Đấy. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một cái hiệu điện thế nhất định nào đó, và nó được xác định bằng thương số của điện tích và hiệu điện thế đặt vào hai đầu của bảng tụ điện. Vậy thì biểu thức này, biểu thức đấy, người ta ký hiệu điện dung của tụ điện là C đấy, bằng Q chia cho U. Đấy, thì từ đây mình có thể suy ra được một cái hệ quả đi em. QQ đây. Thấy chưa? Q bằng C nhân U với hệ thức liên hệ giữa tụ điện, điện tích và hiệu điện thế đặt vào hai đầu bản tụ điện. Đây là biểu thức của tụ điện C. Thầy nhắc lại nhé. Điện tích của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một hiệu điện thế nhất định nào đấy. Và nó được xác định bằng thương số giữa điện tích Q và hiệu điện thế đặt giữa hai, đặt vào hai đầu của bảng tụ điện. Biểu thức tường minh là C bằng Q chia U. Trong đây thì Q đơn vị là gì nhỉ? Coulomb. U thì đơn vị là volt. Vậy thì theo lý thuyết ấy, mình phải xác định ở đây là C chia V chứ, đúng không? Đấy là một đơn vị khác. Nhưng mà để mà tìm ra cái hệ thức này thì ông Farah ấy, ông đặt tên cái đơn vị của tụ điện bằng chính cái tên của mình. Đấy. Thì đơn vị của tụ C là chữ F, đọc là Farah. Đơn vị của tụ điện C là Farah nhé. Các em lưu ý cho thầy chỗ này. Ngoài ra nữa thì nó còn một số cái đơn vị khác. Đấy. Ngoài ra thì mình còn một số đơn vị của tụ điện này. Vấn đề 2. Một số đơn vị khác. Tức là đơn vị thì theo kiểu quy ước thêm thôi, mở rộng thêm. Thì thường người ta không chỉ viết mỗi phara đâu. Mình phải đổi đây là vì đơn vị chuẩn, một phara. Một phara thì bằng một gì? Điện tích. Một coulomb chia một volt, đấy là một farad theo đúng cái khái niệm mà điện đơn vị mà mình được học ấy. Tức là một đơn vị này chia cho một đơn vị khác. Ok, thì ở đây mình sẽ có một số đơn vị khác là một, đầu tiên là micro, đọc là chữ m có cái chân nó dài dài, cái này đọc là micro farad. Và cái này nó bằng 10 mũ trừ 6 lần F. 1 NF. Thầy đã nói ở một số cái nội dung trước rồi. Thì cái chỗ này nó đọc là nano. Nano farad. Mình có thể viết chỗ này bằng 10 mũ trừ 9 farad. Thường các anh em nghe công nghệ nano rồi đúng không? Đấy. Và 1 PF. Thì cái này đọc là pico farad. Không phải điện máy pico đâu nhá. Đây là pico farad. Một đơn vị của farad. Thì cái này theo thứ tự là 6 trừ 6 trừ 9 bây giờ là 10 mũ trừ 12 pico farad. Thầy xin lỗi, 10 mũ trừ 12 farad. Đấy là một số cái đơn vị khác mà khi người ta, khi các em làm bài người ta có thể cho vào. Và nó cũng sẽ ứng dụng nhiều ở cái nội dung chương số 4 của chương trình lớp 12. Nên là các em để ý vào
học vấn đề sau thì cái việc mình học lên nó sẽ không bị cản trở. Hiểu ý thế không? Đấy, đấy là cái vấn đề số 2. Vấn đề số 3 thì các cái loại tụ điện. Tụ điện thì nó có nhiều loại lắm. Ví dụ như là tụ điện ở trong các cái thiết bị vô tuyến thì nó sẽ tùy theo, nó sẽ phụ thuộc vào cái lớp điện môi mà người ta sử dụng để ngăn cách giữa hai bản của tụ điện. Giống như cái hình vẽ phần A mà thầy hướng dẫn ấy, thì nó sẽ có một số cái loại tụ điện như tụ điện không khí, tụ điện giấy, tụ điện mica, tụ điện sứ hay là tụ hóa học và cả tụ xoay. Nghe rất là buồn cười đúng không? Tụ xoay là cái con xoay ở trên cái đài radio ấy, mà ngày xưa các em xoay bằng cơ ấy. Chứ bây giờ không phải là xoay kiểu điện tử em dò sóng ở trong cái thiết bị của em đâu nhá. Nó xoay cơ, đấy là tụ điện xoay. Nó xoay thì nó sẽ thay đổi cái bán nguyệt, làm cái khoảng không gian giữa hai bản tụ nó mở rộng ra, nó có thể thu được những cái sóng. Cái đấy thì thầy sẽ nói kỹ hơn ở chương trình lớp 12. Thầy chỉ gợi mở cho các em một chút thôi, để cảm giác là mình học nó đang đúng hướng và nó hỗ trợ tốt cho chương trình lớp 12. Hiểu ý thế không? Đấy, đấy cái điều rất là quan trọng. Về thì các loại tụ điện thì nó sẽ phụ thuộc tên gọi, chỉ xác là tên gọi, nó sẽ phụ thuộc vào cách gọi của cái lớp điện môi. Nó phụ thuộc vào cách gọi của lớp điện môi giữa hai bản tụ. Ví dụ một số tụ như là tụ đây, tụ giấy, tụ không khí. Tụ điện giấy, tụ mica hay là tụ sứ. Có rất là nhiều cái mình có thể được học ở đây. Tức là ví dụ thầy đặt khoảng không, giống như lúc nãy thầy chỉ cái vấn đề đầu tiên khi mà giới thiệu tụ cho các em ấy, thì giống như thầy đặt ấy, hai bản kim loại song song cách nhau thì đúng là trong không khí đúng không? Không khí cách điện nhá. Tụ giấy bây giờ thầy đặt giữa này, ngăn cách vào một tập giấy nào đấy. Thường cái này nó xuất hiện nhiều trong các cái con tụ của quạt, tụ mica cũng vậy. Thường là những cái vật liệu đấy thì nó sẽ chịu nhiệt và nó sẽ bền bỉ hơn một chút theo cái điều kiện của môi trường. Tụ sứ thì nó sẽ gắn với những cái linh kiện ở trong cái điện tử nhỏ xíu ấy. Đấy, những cái vật liệu sứ là vật liệu chịu nhiệt nữa mà. Thì trong những thiết bị điện tử nó rất là nhỏ, em nhìn những con tụ bé xíu bằng đầu ngón tay út của các em ấy. Đấy. Nó ngoài ra thì nó được phủ một cái lớp sơn cách điện ở bên ngoài và chịu nhiệt nữa. Đấy, những con tụ cơ bản như vậy. Hoặc là tụ hóa học nó hơi đặc biệt một chút đúng không? Và tụ xoay thì em thấy rõ trong cái ví dụ mà mình xoay cái núm mà bắt giải sóng ấy. Đấy. Thường thì những cái đài mà mình thu bằng cái cơ chế anten và cái tụ xoay ấy, thì bắt được nhiều sóng hơn. Khẳng định như vậy. Còn những cái thiết bị ví dụ cầm tay smartphone của em đeo tai nghe và bắt sóng cực kỳ giới hạn. Nó chỉ bắt được một số kênh nhất định ở đấy thôi. Đấy. Những cái sóng mà yếu hơn hoặc những cái đài địa phương thì khó bắt. Nó sẽ gắn với những cái tụ đặc biệt. Đấy. Vậy thì cái nội dung đấy là đầu tiên. Và trên mỗi bản tụ thì thường ghi cái thông số của điện dung của tụ và hiệu điện thế giới hạn đặt vào hai tụ. Tức là các em phải lưu ý cho thầy là trên tụ sẽ ghi cái gì nó giới hạn, tức là cái mức nó lớn nhất. Ghi điện dung và gì? Hiệu điện thế. Giới hạn. Của tụ. Đấy. Trên tụ sẽ ghi điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ. Ví dụ như là thầy cho ghi là bằng 8 micro farad. Đấy, ví dụ như này. Một cái tụ. Tụ có ghi là thôi 3 đi microfarad và 120 V. Thì đây là cái điện dung tối đa mà tụ được nạp vào. Đấy, điện dung C đặc trưng là khả năng tích điện mà nó sẽ có một cái điện dung
lớn nhất này. Nếu mà vượt qua giá trị này thì tụ cháy. Tức là tự nhiên tụ nó có một cái cơ chế nó tự nhiên nó sẽ dẫn điện. Tức là bị đánh thủng. Đấy khái niệm. Còn hiệu điện thế 120V đặt quá thì nó cháy luôn đấy. Đấy là cái cơ chế mà mình cần phải quan tâm. Và đặc trưng của tụ là nó sẽ tích điện. Tích điện thì khi mà em cắm một bất kỳ một cái thiết bị nào đấy, bây giờ thầy giải thích tại sao có những cái con tụ, thậm chí trong cái trần lưu điện tử hay là những cái thiết bị điện mà mình dùng hiện nay, hoặc bất kỳ một cái linh kiện điện tử nào đấy, thì nó đều có một cái cơ chế hệ các tụ. Đấy, thì đặc điểm là tụ nó tích điện đến một cái giới hạn nhất định ổn định nào đấy rồi thì nó mới chuyển phóng sang bên kia. Đấy là cái đặc điểm rất là quan trọng. Vì hai bản tụ điện là số lượng điện tích nó như nhau. Khi mà tích thằng này nó đến một cái lượng nhất định nào đấy thì nó lớn, thì thằng kia nó tồn tại như vậy thì nó mới ổn định. Không là khi mà em mới cắm nguồn điện vào thì nó có một sự sụt áp, tức là chênh lệch cái hiệu điện thế rất là lớn. Mà lớn như vậy thì nếu mà duy trì nó quá lớn thì nó dễ dàng cháy cái linh kiện mà mình đang sử dụng. Nên là người ta phải lắp một cái cơ chế tích điện tụ vào. Và nó cũng có một cái cơ chế là nếu như cái điện áp yếu, nó có thể đẩy rất là nhanh lên. Tức là tích điện nó dồn mà. Em hình dung là nó không chạy một phát như thế này đâu. Nếu như không tích điện thì cái điện áp nó vừa phải, nó không có cơ chế cộng dồn vào, thì mình bật công tắc điện lên. Em sẽ thấy những cái trần lưu cũ hoặc là những cái thiết bị điện cũ ở cái bóng đèn ở nhà, nó bật lên nó phải nháy một thời gian nó mới lên. Thì cơ chế tụ trong đấy nó không tồn tại rõ rệt. Và những cái thiết bị hiện nay thì nó có cơ chế nhiều con tụ, nó tích điện phát, bật phát nó lên luôn. Thật ra nó vẫn có một quãng trễ, nhưng mà cái đấy coi như là không đáng kể. Bật phát em có thể thấy nó sáng trưng lên luôn, mà không phải chờ nó nháy đủ, tích đủ vào thì nó mới lên được. Hiểu ý thấy không? Đấy là những cái đặc điểm rất là quan trọng đầu tiên của phần 1, phần 2 mà thầy có thể giới thiệu. Lưu ý cho thầy là định nghĩa điện dung và công thức. Bài này thì phải nhớ cái này. Và nội dung số 3 thầy sắp truyền tải. Số 3 và số 4 sắp truyền tải đây nhá. Thầy cho mình vào vấn đề số 3. Ghép tụ điện. Ồ, hình như 4 ý. Thầy nhầm rồi. Vấn đề số 4. Ghép tụ điện. Giống như ghép trở ấy, thì ghép tụ điện thì nó có cái cơ chế gần như vậy. Nhưng mà bây giờ thầy dạy cây một cái mẹo này, ghi luôn vào đây trên đầu ấy. Ngược ghép trở. Ngược với ghép trở. Ghép điện trở ấy. Cái này nghĩa là sao? Ví dụ mình học lớp 9 rồi, ghép điện trở nối tiếp thì R nối tiếp sẽ bằng R1 cộng R2. Và R song song ấy thì mình có đặc điểm là 1 trên R song song sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Nhưng mà ghép tụ điện thì sẽ ngược lại. Ngược lại nghĩa là sao? C nối tiếp sẽ bằng 1 trên C nối tiếp sẽ bằng C1 trên C1 cộng 1 trên C2. Và C song song thì sẽ có C song song bằng C1 cộng C2. Đấy, nó ngược là như vậy. Học như vậy thì sẽ gắn kết được cả ghép trở và cả ghép tụ điện nữa. Ok? Đấy nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải chia ra hai tình huống. Tình huống đầu tiên là ghép nối tiếp, và tình huống số 2 là ghép song song. Đây. Ghép nối tiếp. Và tình huống số 2 là ghép song song. Ok, ghép nối tiếp nghĩa là sao? Một cái tụ điện như này sẽ được ghép nối tiếp với một cái tụ điện khác tương ứng như thế. Đây là C1, còn đây là C2. Đây là ghép nối tiếp. Ok chưa? Đấy, ghép song song nghĩa là sao? Tức là hai tụ điện song song và song song với nhau. Nhỏ nhắn xinh xắn như này. Đây là C1, còn đây là C2. Thì đặc điểm là gì? Khi ghép nối tiếp thì em lưu ý cho thầy là điện tích là hai bản nó giống nhau đúng không? Thì khi mà thầy ghép đặt vào đây hai điện thế thì điện tích ở đây nó sẽ chuyển toàn bộ điện tích sang đây. Và từ điện tích đây nó chạy tiếp qua dây dẫn đến đến bản này, xong rồi lại chuyển qua bản này, và nó chuyển nguyên vẹn như vậy. Thì đầu tiên các em phải nhớ cho thầy là khi mà ghép nối tiếp thì mình có Q nối tiếp sẽ bằng Q1 và bằng
quý 2. Vì tích điện là hai bản nó có lượng điện tích giống nhau, hiểu ý thế không? Đấy. Và cái yếu tố thứ hai, quy thì mình có một cái đặc điểm nữa là điện áp đặt vào hai đầu này, tức là hiệu điện thế đặt vào hai đầu, nó sẽ bằng tổng hiệu điện thế trên hai cái tụ này. Ok. Thì mình có U nối tiếp sẽ bằng U1 cộng U2. Và vì đặc điểm là Q bằng C nhân U, đúng không? Vậy thì Q bằng C nhân U, vậy thì U sẽ bằng Q chia C. Mà Q giống nhau thì mình có cái điều là 1 chia cho C nối tiếp sẽ bằng 1 chia C1. 1 chia cho C1 cộng 1 chia cho C2. Ok. Đấy. Đây là cái cơ chế đầu tiên các em phải quan tâm. Đây là phần điện tích. Tương tự bên này thì đặt một cái lượng, đặt vào hai đầu một cái bản tụ, thầy xin lỗi, vào hệ hai tụ này thì hiệu như thế nó sẽ chạy vào cả hai tụ C1 và C2, đúng không? Thầy xin lỗi, điện tích nó sẽ chạy vào hai bản tụ điện này. Vậy thì cái Q song song này nó sẽ bằng Q1 cộng Q2. Cách học là mình so sánh. Để ý cho thầy, nối tiếp thì bằng Q nối tiếp bằng Q1 bằng Q2 bằng Q gì đó nữa, nếu như hệ nhiều điện tích. Còn Q song song sẽ bằng Q1 cộng Q2. Ok. Và hiệu điện thế thì sao? Em để ý cho thầy là hiệu điện thế đặt vào hai đầu của bộ tụ này thì nó chính là hiệu điện thế trên tụ C1 và hiệu điện thế trên tụ C2, vì coi độ sụt áp trên dây dẫn là không đột. Đấy, tức là dây dẫn nó chỉ mang tính chất dẫn thôi, nó không có yếu tố cản trở. Đấy là dây siêu dẫn, dây lý tưởng nhá. Vậy thì tiếp theo, U nối tiếp thì như này, vậy thì U song song nó sẽ bằng nhau, bằng U1 và bằng U2, đúng không? Và đặc điểm là Q bằng C nhân với cả U, đúng không? Và U lại giống nhau nữa thì Q bằng C nhân U. Vậy thì C gì nhỉ? C song song sẽ bằng C1 cộng C2. Ok. Thì em sẽ có chỗ này là C song song sẽ bằng C1 cộng C2. Vậy thì khi mà ghép tụ điện thì cần phải nhớ cho thầy điều sau. Nhớ cái điều đầu tiên cho thầy là ngược với ghép trở. Ghép C ngược với ghép trở. Ngược với ghép điện trở. Cái nội dung số 2 đó là cái này liên quan kiến thức cũ thôi. Đấy. Nếu như nối tiếp thì Q giống nhau. Như kiểu Y ấy, như Y ấy. Đúng không? Y nối tiếp bằng Y1 bằng Y2. Đúng chưa? Ngoài ra thì song song thì nó vẫn là như vậy. Song song thì U giống nhau. Vì điện áp đặt vào là chung. Đấy, nó chính là trên đây và ở trên đây. Để nhớ ba điều này thì mình làm chắc được cái nội dung của phần ghép tụ điện. Và đây là cái nội dung rất là quan trọng với một số cái bài. Và sau này cả ghép nguồn nữa. Ghép nguồn ở trong cái nội dung chương số 2 chúng ta học ấy. Thì nếu như các em nắm được những cái quy tắc cơ bản này thì đến những phần đấy mình không bị bỡ ngỡ và không bị khó nữa. Học đâu chắc đấy, nhớ đấy. Ok. Đấy, đấy là cái nội dung về ghép tụ điện. Các em cố gắng nhớ cho thầy cái bảng bên này. Và khi mà nhìn cái bảng bên kia thì cần phải đánh ghi cho thầy cái điều sau. Điều này nữa. Đấy. Ngược ghép điện trở mà. Từ đấy mình tư duy ra nhá. Hiểu ý thầy chưa? Đấy. Đây là phần 4 ghép tụ điện. Và các cái dạng bài toán liên quan đến nội dung của tụ điện nó sẽ xoay quanh vấn đề chỗ này. Ok. Vấn đề số 5 là năng lượng điện trường trong tụ điện. Năng lượng điện trường trong tụ điện. Năng lượng điện trường ở trong cái tụ điện. Ok. Rồi.
Bây giờ thì năng lượng của điện trường trong tụ điện này tập trung vào đây cho thầy. Thì nó sẽ có một cái đặc điểm là khi tích điện tụ thì trong tụ nó sẽ dự trữ một cái năng lượng. Thì cái năng lượng đấy người ta gọi là năng lượng điện trường. Hình dung chưa? Và năng lượng thì được ký hiệu bằng chữ V kép. Đấy. Thì V kép nó sẽ được xác định bằng biểu thức sau: 1/2 C U bình hoặc bằng, đây là điện áp cực đại đặt vào tụ nhé, bằng 1/2 Q bình chia cho C. Đấy. Hoặc nó bằng 1/2 Q nhân với cả U. Thầy thiết nghĩ các em nhớ cho thầy cái vế này thôi này. Nhớ là nhớ đúng kiểu. Tại cái này được xác định như thế nào? Thì em tinh ý một chút là Q bình, à U bình thì bằng Q bình chia cho C. Q bình chia cho C bình. Đấy. Thầy xin lỗi nhá, thầy nhắc lại này. U thì bằng Q chia cho C. Vậy thì U bình sẽ bằng Q bình chia cho C bình. C trên tử chia cho C. Một cái C dưới mẫu thì chỉ còn biểu thức này. Ngoài ra nữa thì có Q ở đây đúng không? Thì em có đây này. Tách cái Q bình này bằng Q bằng Q bình bằng Q nhân với cả Q. Mà một cái Q bằng C nhân U. Vậy thì mất cái C đi. Thì mình có Q nhân U. Đây là hai hệ thức phát triển từ cái này. Em có thể dùng cái này, hoặc cái này, hoặc cái này đều được. Nhưng thầy thiết nghĩ rằng năng lượng của tụ điện V kép trên tụ C. Đừng đọc V kép C nhà vệ sinh nhá. Đây là năng lượng của tụ điện bằng nửa củ. Củ to. Tức là 1/2 C U bình. Đấy, U này là U to tích điện này. Còn lên lớp 12 phần mạch dao động và sóng điện từ ấy, thì các em có những cái củ nhỏ nữa, U nhỏ nữa. Thì lúc đấy thầy sẽ nói về vấn đề đấy sau. Đấy là những cái vấn đề cơ bản và trọng tâm của nội dung của bài hôm nay. Khi các em học vấn đề chỗ này thì cần phải nhớ cho thầy tụ điện là gì. Đấy, biết được cái cấu tạo của tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại và giữa chúng là được cách điện với nhau bằng một cái môi trường điện mô nhất định nào đấy. Và phải biết được quy tắc người ta ghi thông số trên tụ điện. Nó cho này và cho này. Tức là nó cho điện áp cực đại mình có thể đặt vào. Ok. Ngoài ra nữa thì biết được cái đặc điểm của điện dung của tụ điện là gì. Nó đặc trưng cho cái gì đó. Đúng không? Cái vấn đề thứ hai là biểu thức và viết được đơn vị. Lưu ý nhá. Điện dung có một đơn vị mới. Nó không phải đơn vị theo kiểu hệ thức của mình được học. Mà nó đặt tên thẳng cho nhà khoa học Faraday. Đấy. Faraday. Nhá. Ngoài ra nữa thì nhớ thêm cho thầy chỗ này. Năng lượng của tụ điện và nhớ biểu thức này. Hai này phụ thôi. Hai cái này thì muốn sang thằng này Q bình trên C thì mình có Q bằng C nhân U. Đấy. Q bằng C nhân U. Phí rút U bình U ra Q chia C khử bớt đi Q U ở đây nữa. Nói chung là học thì biết cách. Thì em sẽ học kiểu gì nó sẽ rất là nhanh và hiệu quả. Nhá. Sau đây thì thầy trò mình sẽ vận dụng các cái vấn đề lý thuyết để mình giải một số cái bài toán đơn giản để các em rèn lại cái công thức trước đã. Sau đó thì ở nội dung bài số 10 thì thầy sẽ hướng dẫn các em xử lý các vấn đề, các dạng bài tập quan trọng ở nội dung của tụ điện. Sau đây thầy cho mình vận dụng các vấn đề lý thuyết và các kiến thức vào các ví dụ. Ví dụ 1. Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 microfarad 200V. Người ta nối hai bản của tụ vào một ký hiệu điện thế là 120V. Tính điện tích của tụ điện và năng lượng của tụ điện khi mắc vào hiệu điện thế trên. Hiệu điện thế trên là hiệu điện thế nào? Đây. Nhá. Ý B. Tính điện tích tối đa mà tụ này có thể tích được. Tức là xác định cái Q mắc bằng hỏi chấm. Thì khi làm bài này thì các em cần phải tư duy vấn đề gì? Tính điện tích Q. Q đây gắn với tụ thì không thể ngồi chơi và nói chuyện với các quy tắc Q mà lực điện hoặc là cường độ điện trường được. Đúng không? Vậy thì mình chỉ có sử dụng một cái hệ thức duy nhất là Q bằng C nhân với cả U, Q cu đấy. Nhá. Thầy hướng dẫn này. Ý số A. Tính điện tích của tụ. Điện tích của tụ khi mà lắp vào hiệu điện thế. Khi đặt hiệu điện thế U bằng 120V thì lúc này điện tích
của tụ điện. Thì lúc này điện tích Q này, điện tích Q bằng C nhân với cả U, đúng không? Đấy, C bằng 20. Để ý cho thầy đơn vị này là 10 mũ trừ 6 này, nhân U là bằng 120. Thì bấm máy tính ra kết quả cuối cùng là bằng 20E trừ 6 nhân với cả 120. Thì em ra kết quả chỗ này bằng 2,4 nhân 10 mũ trừ 3. Đơn vị của Q là gì? Coulomb, nhớ cho thầy nhé. Vấn đề số 2, đề bài hỏi là năng lượng của tụ điện. Vấn đề là năng lượng. Đấy. Năng lượng thì mình có thể đi hệ thức sau: 1/2 C nhân U bình. Đấy. Tức là bằng 1/2 này nhân C là bằng 20 nhân 10 mũ trừ 6 nhân U bình, U là bằng 120 bình phương. Đấy. Về 5 nhân 20 E trừ 6 nhân với cả 120 bình. À, bằng 0,144, đơn vị là joule, đơn vị của năng lượng là joule nhá. Ý B, tính điện tích tối đa mà tụ này có thể tích được. Điện tích tối đa, điện tích tối đa thì thầy đặt nó là Q max tối đa đây này. Cái này có thể chịu được là bằng 200V, đúng không? Điện tích thì bằng Q bằng C nhân với cả U. Thì ở đây mình có C nhân với cả U max. Đấy. C nhân U max thì ở chỗ này mình có 20 nhân 10 mũ trừ 6 nhân U max là bằng 200. Đấy. 20 E trừ 6 nhân với cả 200. Thì ở đây mình có 4 nhân 10 mũ trừ 3. Coulomb. Thấy chưa? Nó khác nhau, đúng không? Đặt một cái hiệu điện thế lớn hơn thì mình sẽ có một cái lượng điện tích lớn hơn được tích trữ vào hai bản của tụ điện. Đấy là cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà các em tích điện đấy. Nhưng mà đồng nghĩa việc đấy là mình phải đảm bảo về sau, đảm bảo cường độ dòng điện nó ổn, không là nó sẽ bị đánh thủng. Khi mà mình sốc một cái, đặt một hiệu điện quá lớn thì nó sẽ có dòng, có thể gây một cái hiện tượng gọi là tụ bị đánh thủng, hay là tụ trở nên dẫn điện theo kiểu đấy, chứ nó không tích điện nữa nhá. Ví dụ 2, một tụ điện phẳng không khí có điện dung là 1000 picofarad và khoảng cách giữa hai bản tụ là D bằng 1 mm. Tích điện cho tụ dưới hiệu điện thế là 60V. Tính điện tích của tụ điện và cường độ điện trường bên trong tụ. Đấy. Thì cái này nó gắn kết kiến thức là hiệu điện thế với khoảng cách. Hiệu điện thế liên hệ với khoảng cách như nào em? U bằng E nhân với cả gì? D. Đấy, hình dung chưa? U bằng E nhân với cả D. Nhớ nhá. Thì bây giờ mình sẽ xử lý vấn đề chỗ này thôi. Rất dễ. Muốn tính điện tích của tụ điện thì điện tích của tụ điện nó bằng gì? Gì nhỉ? Vừa học đây. Q bằng C nhân U. Rất dễ. Còn cường độ điện trường? Quá dễ rồi, đúng không? Thì tiếp theo này, ý đầu tiên là điện tích của tụ điện. Đấy, điện tích Q bằng C em nhân với cả U. Đấy. C là bằng bao nhiêu? 1000 pico. 1000 pico là 10 mũ trừ 12 nhân U là bằng 60. Bằng 1000 E trừ 12 nhân 60. Đấy. Mình sẽ có sáu mươi nhân 10 mũ trừ 9. Thật ra em bấm máy thì nó sẽ ra kết quả là 6 nhân 10 mũ trừ 8, nhưng mà thường người ta đổi này và chỗ này coulomb, hoặc thầy có viết, có thể viết đây là 60 nano coulomb. Coulomb. Ok, đây là một cách viết khác. Em viết là 6 nhân 10 mũ trừ 8 cũng không sai, nhớ nhá. Đấy. Tiếp theo này, cường độ điện trường bên trong tụ. Đấy. Cường độ điện trường. Bên trong
tụ. Cực đôi địa trường ký hiệu là E này bằng gì nhỉ? U chia cho D. Đúng chưa? Cực độ điện trường bằng E. Nhớ không? Vôn chia mét bằng U chia D. Nhớ ra chưa? Ok, chắc hẳn là sẽ khi làm đến chỗ này một vài cái công thức cũ các em đã bị quên rồi. Nhưng mà bằng cái quy tắc nhớ của thầy chỉ cho các em khi mà nhớ cực độ điện trường, vôn chia mét, đúng không? Đơn vị thì đây là U chia D. Đến đây thì quá là điều bình thường rồi. U là bằng 60 này, chia khoảng cách 1 mm thì nhớ phải đổi về mét là bằng 0,01. Đấy, vậy thì chỗ này sẽ bằng 6000 vôn chia cho mét. Ok, chia cho 1/100 tức là nhân 100 lên tử thì bằng 6000 vôn trên mét. Đây là toàn bộ những cái vấn đề và các cái dạng bài toán gọi là khởi động của bài tụ điện. Ở nội dung bài số 10 thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái bài toán nó nâng cao hơn một chút và có khả năng thi cao hoặc là có khả năng kiểm tra cao ở nội dung chỗ này nhé.